Mày hiền quá. Bạn diễn phải phải nâng mình lên, nhưng mày hiền quá, chị không diễn được. Thì tóm lại hôm nay chị đi đâu đây? Mục đích đầu tiên của bọn chị là sang hiến tóc. Tóc ngắn này, mỏng này làm sao mà hiến được? Không, chị không hiến tóc này. Đây, chị hiến chỗ này cơ. Ủa, sao lúc đầu chị không nói luôn thế đi? Thì bây giờ bắt đầu thì có thời gian để nói. Đây đúng không? Ờ đây. Đây mới là tóc chị muốn hiến. Ôi trời ơi, tóc đẹp này đấy, chị. Kèm theo cái đấy thì còn có bức thư này là bảo là cháu là bảo là phải gửi tận tay chú Chiến và chú Chiến phải đọc thì để cho cháu vui. À rồi rồi, đây bức thư của con đúng không? Kinh Bắc ngày 23/6/2023. Chào bạn. Mình tên là Phạm Phương Linh, học sinh lớp 6 trường Trung học cơ sở Nguyễn Đăng Đạo. Đã khá lâu rồi mình mới viết thư tay như thế này. Ui, thế à? Mình đã nuôi tóc dài khá lâu rồi, sau khoảng thời gian dài đó, mình đã quyết định cắt đi mái tóc dài của mình. Dù mình chưa được gặp cậu, nhưng mình vẫn mong muốn món quà nhỏ này có thể giúp cậu tự tin về bản thân. Hãy luôn lạc quan vui vẻ lên, yêu thương bản thân nhé, chúc cậu thật nhiều sức khỏe. Người bạn Phạm Phương Linh. Hay thế. Rồi chị ơi, thì thứ nhất là em xin phép chị là em xin phép gửi tới tất cả những con người Băng Ninh. Em cảm ơn những tấm lòng đẹp của mọi người. Và em sẽ gửi đến các bạn đấy những cái tình yêu thương này dành cho các chị dành cho mọi người nhé.